Xin kính chào toàn thể tất cả các bạn Hiện bây giờ là 11 giờ 36 phút sáng thứ sáu Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2024 Mình đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao trong và làm việc Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn Trước tiên cũng như thường lệ Xin mời toàn thể tất cả các bạn cùng uống trà đá Và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đã Cách nay tầm 4 năm mình có chia sẻ với tất cả các bạn trong một cái clip mà cái nội dung đó là mình nói là Cộng sản Việt Nam họ bắt trước cộng sản bắc kinh họ gửi mấy cái người dư luận viên đi qua bên nước uh, angolia ngụy trang giả đò làm uh, người dân kiều bào ở bên angolia đó ở bên uh, châu phi đó, ở với những uh, dùng uh, quê đó dùng xa xôi hẻo lánh ở những cái làng mà người ta nghèo khó thì ở quốc gia nào cũng vậy các bạn kể cả nước mỹ cũng có hôm nét nói chung là Quốc gia nào cũng có người giàu và người nghèo. Đó thì um, cộng sản Việt Nam họ bắt chước Trung Quốc, họ đi qua bên bên Châu Phi, đó, đưa mấy cái người dư luận viên qua bên đó sống, rồi mở kinh doanh nhà hàng, đồ buôn bán, rồi xuất khẩu lao động rồi bắt đầu cái làm quen với mấy cái người hàng xóm, mấy người Châu Phi ở bên Angola đó để tạo cái hình ảnh. Cái đó cũng là một cái 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 tiên truyền các bạn phải không? ở đây mình đáng nói đó là tại sao à, ở bên nước trung quốc có rất là nhiều người dân nghèo mà cộng sản trung quốc họ không in tiền ra giống như bên thái lan phát tiền ra để mà lo cho người dân nghèo bên trung quốc mà họ phải đem tiền qua bên việt nam họ giúp việt nam để xây cảng xây đường cao tốc xây phi trường long thành rồi sắp sửa tới đây đó là xây um, tuyến đường sắt à, tốc độ cao bắc nam ở bên Việt Nam. Rồi cũng giống như cộng sản Việt Nam, tại sao ở bên Việt Nam của mình có rất là nhiều người nghèo, người ta sống ở dưới ghe, người ta không có công ăn việc làm, con cái của người ta không có tiền đi ăn học, người ta phải đành cho con của người ta dốt, bởi vì không có tiền cho con người ta đến trường đến lớp đóng tiền học phí đành phải cho con của mình dốt không biết chữ không biết đọc có rất là nhiều người việt nam nghèo ở việt nam tại sao mình không đưa những cái người dư luận viên đó để mà lo cho đồng bào ở quê nhà của mình mà mình phải đi qua bên tặng châu phi angolia mà mình tạo hình ảnh các bạn biết không cộng sản nó tụi nó chỉ là cái trò hề thôi mình nói rồi đó, nó dụ nó dụ kiều bào của mình à, nó cho kiều bào của mình nó hạ trở về nhập quốc tịch quốc tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam à, được mua nhà mua cửa nó làm một cái cục mồi để nó dụ các bạn phải đặt câu hỏi các bạn phải đặt câu hỏi bánh ít đi đó là bánh quy sẽ lại nó muốn về cái gì của mình các bạn đặt cái câu hỏi cộng sản nó muốn nó muốn cái điều gì ở việt kiều của mình Chẳng qua đó là nó muốn chắc xám là cái chính Nó muốn nhân tài Tại vì bên Việt Nam bây giờ là một cái nền kinh tế nó đi tụt lùi Chỉ có là bán sầu riêng Bây giờ là chỉ có bán sầu riêng Bán cam, bán sành, bán ổi, bán quýt, bán ở Cái này cái kia thôi Chứ không có Việt Nam không có sản xuất được một cái gì Một cái quốc gia mà các bạn không có thương hiệu Các bạn không có sản xuất được cái gì Thì cái đồng tiền của quốc gia đó nó không có giá trị đó, ở Mỹ cái đồng tiền ở Mỹ nó có giá trị là bởi vì người ta cầm cái đồng tiền của Mỹ không phải là cái đồng tiền đô la mà người ta cầm cái đồng tiền của Mỹ đó là người ta mua được những cái sản phẩm xe ô tô của Mỹ, người ta mua được iPhone của Mỹ, người ta mua máy móc thiết bị những thứ mà nó có cái giá trị. Còn ở Việt Nam đồng tiền của Việt Nam á, các bạn cầm tiền trong tay rồi các bạn á, hả mua được cái gì? Các bạn chỉ có mua được sầu riêng thôi. Ở những cái người Việt Kiều Ngu Kiều mình gọi những cái người ngu Kiều Và những cái người khùng Kiều Các bạn đã được đi qua bên những cái nước tư bản rồi Ở đây là một cái quốc gia Những cái nước tư bản người ta bảo vệ các bạn An toàn, kinh doanh an toàn, công bằng, xã hội, văn minh công bằng Không có công an nào mà tới làm phiền các bạn Trong lúc các bạn kinh doanh Nếu mà các bạn muốn đầu tư đắc đai các bạn đầu tư ở tại nước sở tại ở những cái quốc gia tư bản các bạn có thể các bạn mua nhà đầu tư bất động sản có rất là nhiều kiều bào ở bên nước mỹ các bạn biết mấy cái người mỹ gốc do thái không người ta trở thành triệu phú tỷ phú giàu có là người ta đầu tư bất động sản ở bên nước mỹ và ở những cái nước tư bản các bạn biết những cái người mà làm neo việt kiều của mình mà làm chủ neo mà đi thuê mặt bằng làm chủ nhà hàng hay bất cứ một cái kinh doanh thương mại gì mà đi thuê mặt bằng không những cái chủ bất động sản là toàn là cái người Mỹ gốc do Thái họ làm chủ cơ sở những cái shopping mall, shopping plaza họ chỉ có ngồi họ phanh tay họ cho mình thuê mặt bằng cuối tháng họ chỉ có xè tay rồi họ thu tiền thuê mặt bằng của của Việt Kiều của mình thuê mặt bằng bất động sản ở nước Mỹ các bạn có thể các bạn đầu tư ở Việt Nam hay là đầu tư ở nước Mỹ thì các bạn cũng phải là, 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 đầu tư về bất động sản thôi. Tại sao các bạn dạy gì mà các bạn để tiền vào một cái quốc gia độc tài cộng sản? Nó chơi lực gần với các bạn. À, nó thấy các bạn có một cái cơ sở làm ăn ngon, nó đi tới, nó đi lui. À, nó không làm gì hết á. Công an, nó giao thông, nó ghé vô, nó ngồi, nó ăn. À, nó ăn, các bạn dám tính tiền thẳng nó không? À, các bạn dám bà bỏ thịt thà ít trên cái đĩa cơm của nó không? pha cà phê trà đá cho nó các bạn có dám pha cà phê thiếu đường thiếu muối thiếu này thiếu kia không? cái xã hội nó không có công bằng ở bên mỹ á tầng bu lít nó vô cái quán nhà hàng của mình vô quán cà phê của mình vô cái tiệm móng tay của mình nó cũng như là cái người dân thôi bữa nọ mình có chở một cái người khách một gia đình bốn người cái anh chàng đó là cảnh sát ở bên cái bang mình gọi là state bullet State bullet tức là cảnh sát mà cảnh sát cảnh sát cho cho liên bang á cảnh sát mà làm việc được đi ra ngoài khỏi tiểu bang á. À, anh ngồi kế bên mình nói chuyện rất là bình dân không có giai cấp cảnh sát. Còn ở bên Việt Nam, điệp mẹ mày biết bố mày là ai không? Bố mày là công an đấy, bố mày là bộ trưởng bộ giao thông đấy. Một cái xã hội nó đi vô cơ sở kinh doanh của các bạn à, dạ thưa anh công an đồ nè thuốc nè cho anh điếu thuốc ba số 5 nè uống cà phê không anh anh a anh b anh c mẹ thằng bạn của mình cách nay sáu bảy năm nó đi về việt nam nó đánh lộn với công an nó chơi cá nhân nó chơi cá nhân đi ra quán cà phê á kình nhau hai bên á hả cãi cọ với nhau Xong cái người bạn của mình đập nó Đập nó cái bắt đầu nó về đồn công an hả Nó kêu mấy thằng công an Cả đám công an nó tới Nó dùng mặc áo thường phục công an lại Nó bắt mấy người Việt Kiều với người bạn của mình Đem về đồn công an nó đánh cá nhân Cái xã hội đó là nó không có công bằng Ở bên Mỹ Ở bên những cái nước tư bản không có cái chuyện mà mà Ok người dân đánh cảnh sát Hay là người dân đánh với người dân Dựa theo lực lệ của dân sự Đem ra tòa án xét xử dựa theo lực rõ ràng hiến pháp pháp quyền đâu đó người ta rõ ràng còn cái đằng này mà nó là hết tiếng mỹ nó gọi là ốp điếu đi là hết hết giờ làm nó cũng giống như người dân của mình nó đi ra nó uống cà phê nó cãi cọ cái cái nó đánh qua đánh lại nó đánh không lại của mình cái nó về đồn công an cái nó trồng cái áo công an vô nó nói tao là công an cái nó 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 ỷ cái quyền công an cái nó bắt mấy cái người việt kiều vô nó đánh cái người bạn của mình nó tới sau lần mà bị nó đem đồn về đồn công an nó đánh đó là từ đó tới giờ hả là cái người bạn của mình không bao giờ mà trở lại thăm việt nam đó không phải là người ta sợ ở đây mình muốn nói cho các bạn biết á những các bạn ngu kiều với các bạn khùng kiều á đừng có dạy gì mà đem tiền về việt nam mình biết các bạn không phải là cái chính các bạn về việt nam làm ăn đâu các bạn mượn cái cớ về đó các bạn đó hả kiếm chân dài chân ngắn massage mát gần thôi chứ cái chính của các bạn không phải là làm ăn không có cái thằng dạy cái thằng khờ nào mà mẹ đem tiền về cái cái nước cộng sản độc tài mà làm ăn dân mình ở đây mình muốn chỉ dẫn cho các bạn trong đầu video mình nói đó ngôn ngữ cơ thể dân của nó nó không có lo nó chỉ có lo cái quyền lợi cho nó thôi đó là lý do tại sao mà nó bắt chước cái thằng bắc kinh nó đưa dư luận viên đi qua bên phi châu nước angola mình không cần phải nói tên của 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 cái 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 người mà dư luận viên đó thì sáng hôm nay mình lên báo mạng mình đọc á báo nó nói mà nó nói cái người đó là người của mặt trận tổ quốc các bạn vào các bạn Xem báo mạng nó viết báo chính phủ Việt Nam nó nói cái người mà đang ở bên mà 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 Angola đó từ xưa tới giờ nó giúp mấy cái người ta xây nhà xây cửa đồ ở bên đó mở hãng nước đá kinh doanh rồi đó. Bây giờ báo chí nó dạch mặt ra nó thừa nhận nó nói người đó là người của mặt trận tổ quốc. Mình muốn chứng minh cho các bạn thấy là mình nhìn thấu cái bản chất của cộng sản Việt Nam nó không có bao giờ nó thay đổi đâu nó dụ các bạn thôi đó các bạn thấy không ơi việt nam bây giờ thoáng lắm rồi chính phủ hả cho người dân hả tự tin lắm cho người dân mà, mà mà, cảnh sát giao thông mà nó làm gì một cái công an nó làm gì mình được quyền hả quay điện thoại nó mình được quyền quay camera nó đó bây giờ quay không quay được không thì bây giờ thằng cộng sản khi mà nó muốn một cái điều gì của quốc tế Của nhân quyền người ta áp lực nó Nó cũng giả đò thôi Mình cũng là người dân Việt Nam Mình bất đồng chính kiến Thì mình ngồi xuống Mình hạ cùng là một cái nồi giống Mình tìm cách giải pháp Để mình đưa dân tộc cho, cho cái đất nước của mình Giàu mạnh lên như Nam Hàn như Nhật Bản Không có Người ta phát biểu lên cái gì một cái là hạ Nó bỏ tù người ta Nó nhốt người ta mà nó nói đó là đảng của nó là tốt lắm đảng tốt mà làm sao mà đi bỏ tù những cái người chính người dân của mình trừ khi là cái đám lăng ba đình của mày là làm tay sai chư hầu cho cộng sản việt nam mày mới đối đãi người dân của mày mày mới cấm người dân của mày đi ra biển đánh cá bị trung quốc à nó nó lấy tàu hải cảnh nó ủi người dân của mày mà mày không cho người dân của mày lên tiếng mày không cho người dân của mày phản đối mày không cho người dân của mày đi đến đại sứ quán của trung quốc biểu tình Lì tụi mày là người của Trung Quốc chứ không phải là người của Việt Nam Tụi mày là người của Trung Quốc tao khẳng định luôn Tụi mày là người của Trung Quốc Đừng có qua mạc Người dân Việt Nam thông minh lắm Tại vì người ta khôn, người ta im lặng là vàng bạc Người ta không có muốn lên tiếng thôi Mẹ còn cái bọn ngu kiều với cái bọn hồ kiều Dân Việt Nam bây giờ mỗi một cơn mưa xuống Nước hà nó dâng lên lục lũ lục rồi chưa nói là nước mà ở ngoài biển nó tràn vào những cái con sông sài gòn mà nó làm cho những cái quận người ta sáng mở mắt ra đi làm phải săn quần lên lõi nước đến nỗi mà người ta kêu trời trời ơi là trời cảnh này mà nước như vậy làm sao mà sống nổi chết đại, đại nó đi người ta chửi bới lên mà cái bọn ngu kiều với cái bọn khùng kiều nó không hiểu làm sao mà nó có con mắt mà giống như tụi nó bị đuôi nó nhìn việt nam sài gòn hà nội như thế nào mà nó cho là một nơi đáng sống rồi bây giờ bị cộng sản dụ à, về mua đất mua đai xin visa miễn phí đồ xin bát bo sổ thông hành phải chi mấy cái người mà người ta để đang đi du học ở bên đây á người ta không có giấy tờ hợp lệ thì người ta cần phải dựa vào cái bằng cái bát bo sổ thông hành của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thì cái đó mình không nói còn cái đằng này mày đã học biết bao nhiêu bài bỏ công bỏ sức mày thi đậu bây giờ mày cầm trong tay của mày một cái sổ thông hành bát bo quyền lực nhất trên trái đất mà mày không biết quý mà mày đòi dục nó bỏ thấy chăng quên đèn đòi bỏ nó ngang một bên để xin cái bát bo sổ thông hành của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là sổ passport thông hành là một cái sổ mà giá bèo nhất mà không có giá trị nhất ở trên thế giới tại sao tụi mày ngu cái gì mà nó ngu chưa có ai mà ngu bằng cái đám ngu kiều của tụi mày với cái đám khùng kiều của tụi mày phải chi tụi mày không có cái passport của mỹ tụi mày đi qua đây bằng diện ở lậu hay là bằng diện du học hay là bằng diện đi qua bên đây thăm du lịch thăm bà con thì tụi mày bắt buộc tụi mày phải xài cái 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 passport của sổ thông hành của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam còn cái đằng này tụi mày đã được chính phủ mỹ cấp cho mày một cái bằng passport quyền lực nhất ở trên thế giới mà tụi mày bị cộng sản dụ định dục cái passport này dùng cái passport kia tụi mày tự hỏi coi có phải là tụi mày là ngu kiều hay là tụi mày khùng kiều không có cái thằng nào mà trên đời mà ngu kiểu mà, mà mà đang cầm cái sổ thông hành mà quyền lực nhất trên thế giới mà đòi bỏ ngang bên cầm cái 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 bát của việt nam đó. các bạn biết cái khi mà mình đi vô hải quan ở việt nam mà mình lên máy bay đó, mà nó mình ship hàng vô mà mình check in đó, mà cái thằng hải quan đó, nó cầm cái bát của mình á là cái cặp mắt của nó đối xử cái tư tưởng của nó đối xử với mình là khác mà mình xếp hàng vô mình check in Mà mình đưa cho nó cái bắp bo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Là cái bộ mặt của nó đối xử với mình khác Chỉ vì muốn mà 3 năm về Việt Nam một lần 4 năm về Việt Nam một lần Bỏ ra 25 đồng visa Để nhập cảnh Việt Nam Mà lại tiết kiệm Còn tiền thì về Việt Nam Bỏ ra cho gái đi bị ôm Hàng ngàn đô la đó Thì không có tính Tụi mày không phải là ngu kiều Không phải là khùng kiều Vậy tụi mày là cái gì Một ngàn đô mà dám bỏ ra cho gái ăn Hai mươi lăm đô mà mày Tiết kiệm mày không dám 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 Xin cái visa sợ tốn năm chục đô Chưa có thấy ai mà Ngu mà khùng như 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 cái bọn ngu kiều với khùng kiều Xin phép các bạn cho mình Uống một miếng trà đã các bạn biết á mấy đứa em của mình á nó thương mình lắm lâu lâu á nó gửi nhắn tin nó nói anh ở bên mỹ anh uh, lo làm cho cho anh đi đừng có vì mấy đứa em ở việt nam khổ đồ anh phải khổ đồ uh, làm cực khổ mà gửi tiền về cuộc sống bây giờ ở bên việt nam nó đỡ chứ không phải giống như thời bao cấp đâu bốn đứa em ruột của mình nó thỉnh thoảng nó nhắn tin của mình nó kêu mình á, là lo lo cho bản thân lo cho mình ở bên mỹ đi nếu mà không có khả năng không có điều kiện đó, thì đừng có đừng có cố gắng mà ngoài mà, mà, ngoài ngoài cái khả năng của mình mà cố gắng mà lo lắng cho, cho gửi tiền về giúp đỡ cho mấy đứa em ở bên việt nam nó nói thẳng luôn đời sống bây giờ nó đỡ lắm mặc dù ở việt nam nó cũng còn khó khăn nhưng mà nó đỡ hơn ngày xưa lắm ý ở đây mình muốn nói ngày xưa gia đình của các bạn dòng họ của các bạn bà con của các bạn khổ thì lúc đó các bạn gửi tiền về các bạn giúp đỡ trị bệnh trả tiền phí còn ở việt nam bây giờ ai cũng có một cái bảo hiểm y tế bên việt nam đó lực nước cộng hòa xã hội của việt nam nó bắt người dân là phải có bảo hiểm y tế đó ông chú ông anh ông em gì không biết ở việt nam đang bị bệnh là người ta có cái bảo hiểm y tế người ta lo Tại bữa bây giờ không có cái chuyện mà à, chụp cái hình ngồi trên bệnh viện gửi qua anh ba anh ba em đang mổ tim nè em đang nằm trong viện cấp cứu nè họ bày ra để họ kiếm tiền thêm thôi họ bày ra họ kiếm tiền thêm thôi các bạn đi hết cái thành phố sài gòn đi hết cái thành phố hà nội các bạn thấy mặt bằng không nhà nào nhà nấy hả động bất động sản người ta cho thuê một chỗ mấy trăm triệu ai cũng giàu đó mà các bạn nghĩ như sao mà các bạn làm ở đây đầu tắt mặt tối kiếm từng đồng từng gác mà gửi về bên việt nam giúp đầu óc của các bạn không có ngu kiều không có khùng kiều các bạn là cái gì ở đây là mình không có nói là các bạn tiền của các bạn các bạn muốn làm cái gì làm nhưng mà các bạn phải nói thật với lòng mình ờ à, là tôi ở bên mỹ là tại vì tôi cảm thấy khổ là tôi làm bao nhiêu tôi không có xài cho bản thân tôi à, tôi ngu quá tôi khùng quá à, tôi dành dụm bao nhiêu tôi gửi về việt nam hết bây giờ tôi ở bên mỹ tôi là người vô gia cư tôi không có nhà không có cửa tôi ở xe phòng mai ở nhà một bạn mốt ở nhà đứa cháu bữa nọ ở nhà ông chủ xong cái quay qua cái lên làm kênh cái nói ơi ở việt nam hả thấy ở nước mỹ hả vậy chứ không phải vậy đâu nghe lầm nước mỹ chết tôi nè tôi sống ở nước mỹ nè bốn năm chục năm nè tôi đâu có dư được cái gì mẹ mày có bao nhiêu tiền mày tống về việt nam mày gửi hết người ta giàu ở việt nam mày cũng cho người ta nghèo ở bên việt nam người mày cũng cho có lần nọ mình đi về việt nam á mình ghé nhậu ở nhà hàng xóm ở bên Việt Nam có cái ông đó ông có hai cái căn nhà biệt thự ông ở bên miền Tây ông có hai cái căn nhà biệt thự mà tối ngày hạ xin gửi điện qua phế tham Facebook qua xin tiền Messenger qua xin tiền dòng họ bà con ở bên Mỹ ông có hai căn biệt thự có hai căn biệt thự mình tới nhà ổng mình nhậu ổng có hai căn nhà biệt thự mà trong khi ổng ở việt nam á các bạn biết ổng ngồi ổng nhậu bia henneken đồ ăn mồi đồ ngon nó cao lương mỹ vị lắm các bạn biết tiền nó từ đâu ra không tiền là của mấy cái người dòng họ bà con ở bên nước mỹ gửi về cho ổng không cho nên nó nhiều khi mấy cái người đó các bạn người ta không hiểu người ta nghĩ là mình không thích người ta mình không chơi với người ta không qua lợi với người ta mình à, mặc cảm hay là mình à, kỳ thị người ta không phải mình chơi là mình nhìn người đâu ra đó đàng hoàng mình nói với bà xã của mình đó nếu mà anh ở Việt Nam mà anh mà giàu anh là người dân ở Việt Nam anh mà giàu anh có anh em dòng họ ở nước ngoài đó, là anh không có tham anh không có muốn xin họ thêm tiền còn cái này các bạn nghĩ như sao Mẹ nhà của nó ở dưới quê hả cái thằng nọ nó xây biệt thự hả giàu nhất làng luôn giàu nhất làng luôn có mấy trăm công đất vậy đó sáu tháng điện qua thằng anh của nó bên texas đó à, em đang kẹt tiền mua mua thuốc gầy à, chờ sáu tháng nữa lúa nó mới cắt lúa bây giờ em kẹt quá Mẹ tiền ở trong các sắt của nó như núi vậy đó Nó trúng một mùa một cái hả Các bạn biết không Tính ra tiền đô Mấy trăm ngàn đô la Trồng cam Dư đất ra cho người ta thuê Trồng sầu riêng Ở đây mình muốn nói Mình muốn chứng minh cho các bạn á Các bạn Việt Kiều á Các bạn khổ Là tại vì các bạn làm bao nhiêu tiền các bạn không có ăn ngon cho các bạn ở nước Mỹ, ở những cái nước tư bản. Các bạn không có mua những cái áo đẹp cho các bạn. Các bạn không mua nhà mua cửa cho các bạn. Các bạn không mua xe đẹp cho các bạn. Các bạn tống tiền về Việt Nam các bạn cho người ta xài. Vô tình mấy cái người ở bên Việt Nam người ta sướng, người ta xài tiền. Ở trên trời rớt xuống người ta xài sướng. Còn các bạn bên đây các bạn la khổ. Các bạn nghĩ sao? Sống ở nước Mỹ là một cái nước giàu nhất ở trên trái đất giàu nhất trên trái đất đứng hàng số 1, số 2 mà các bạn nói sống ở trong một cái nước giàu mà sống không nổi đi về Việt Nam mà một nơi đáng sống cũng giống như cái lần lục sư vậy ở bên tắc sạch tối ngày ngồi đây mẹ sống ở tại nước Mỹ vợ con của nó đi học ở nước Mỹ mà nó nói tốt về Việt Nam Ủa mày nói tốt về Việt Nam Sao mày không dám về Việt Nam mày sống đi Mà mày ngồi sống ở tại nước Mỹ Mà mày nói Việt Nam tốt ở đó mày đang việc làm việc cộng nằm dùng Mày đang xuống dạy người ta đó hả Tặng luật sư Đất lành là chim đậu Nếu mà ở Việt Nam sướng là Người ta đã bay về Việt Nam người ta sống rồi Phần đông á mình nói cho các bạn biết Phần đông á về Việt Nam sống á đàn ông Ăn chơi rượu chè gái gú Làm ăn cái gì tầng nào mà bây giờ việt nam mở khách sạn mà nói làm có lợi nhuận đâu chỉ cho mình một người cái tầng nào về việt nam mà mở quán cơm ra mà làm giàu chỉ cho chỉ cho mình một người cái các bạn biết không mà người dân của mình nghèo ở việt nam không có đất không có vô đường cùng phải đi qua bên campuchia sống ở trên sông ở trên suối ở trên ghe ở cắt nhà ở trên sông mà dư luận viên ở mặt trận Tổ quốc á nó không có đi lo đi qua Angolia đó, xây nhà xây cửa giúp đỡ cho người ta để dựng hình hình ảnh nước Việt Nam chính trị. Nó làm vậy vì các bạn biết không? Cái thứ nhất là nó bán sản phẩm. ở Việt Nam bây giờ mình sản xuất ra được cái này cái kia hàng giỏm Chẳng hạn như xe ô tô điện VinFast đó nó qua bên đó rồi làm cho người dân ở bên uh, phi châu có cái hình ảnh người ta thấy mình tốt đó là lý do tại sao mà nước mỹ á, người ta bỏ tiền ra người ta viện trợ cho nước này nước kia trên thế giới đâu phải là việt nam cộng sản đâu phải là một cái nước giàu đâu ở à, chừng nào mà anh giàu như nhật bản như nam hàn anh thừa tiền á anh muốn giúp ai giúp thì cái đó mình không nói cũng giống như mình đang nói mấy cái người ngu kiều với mấy người khùng kiều á. ok các bạn nhiệm vụ của các bạn qua đây các bạn đi làm các bạn gửi tiền về việt nam các bạn giúp nhưng với điều kiện các bạn đừng có ngồi ở đó mà các bạn than ở bên mỹ khổ mình đang nói là mình ở nói cái chỗ đó bây giờ các bạn cầm một ngàn đô la tuần sau các bạn không gửi về một ngàn đô la đó cho anh cho em cho cha cho mẹ các bạn cầm một ngàn đô la đó các bạn ra các bạn bỏ ra hai trăm trong một cái ngàn đô la đó các bạn cũng mua được một cái vỏ hiệu cốt cho các bạn đeo mua được một cộng dây nịch, cu trì. mua được một cái áo lạnh hàng hiệu Canada Goose. Còn số còn lại các bạn có thể các bạn đi nhà hàng, ăn sang, nhà hàng năm sao. Một ngàn đô la là các bạn đi du lịch được một cái tiểu bang rồi, chơi được một tuần lễ rồi cho một đầu người rồi. Có phải là sung sướng đó không? Nếu mà các bạn bỏ ra một ngàn đó Các bạn đi chơi một tuần lễ Mua sắm cái này cái kia Có phải là các bạn sung sướng không Tại vì các bạn nhường Cái sự sung sướng đó Các bạn nhường về Việt Nam cho dòng họ Cho anh em bà con ở Việt Nam Ăn ở bên đó ăn ở không đi nhậu đi nhẹ À nó lên kênh ở bên Việt Nam nói Ôi mở tao qua bên Mỹ để Thăm bà chị ông anh à Bên Mỹ à không có bằng Việt Nam đâu Việt Nam sống thoải mái hơn Mẹ nó nói đã rồi Cái bắt đầu offline Nó cũng gọi tiền qua bên nước Mỹ Nó xin tiền cho tụi nó đâu có làm Ra tiền ở bên Việt Nam đâu Của của nó đó thì tụi nó muốn giữ à, Tiền của người khác thì tụi nó muốn lấy cho nó xài Các bạn biết không Người đời nó là vậy Người đời ở phần đông đó là người ta làm cái gì Người ta cũng muốn có cái quyền lợi cho người ta hết đó thì uh, sáng thứ sáu ngồi uống trà đá bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn đến đây mình phải trở lại ca cả làm cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn chúc cho tất cả các bạn có một ngày thật là nhiều vui vẻ bình an và đặc biệt là gặp nhiều may mắn xin chào tạm biệt hẹn các bạn lại chương trình kỳ sau